À, đây là lô Sapphire. À, ở đây em gọi là hàng xô, có nghĩa là hàng xô là không phải hàng chọn. Thì hàng tuy là hàng xô nhưng em cứ bóc ra, tỷ lệ có sao là 70%, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì khi em bóc ra thấy ra đại thôi, có nghĩa em hốt ra em căng thôi, chứ em không có lựa. À, nhưng khi em hốt ra em căng thì có những viên rất là tuyệt vời. Nói chung hầu như là có sao hết, chỉ có viên này không có sao. Thì tỷ lệ nó đạt trên 70% có sao. Thứ hai là viên này rất là đẹp, viên này có thể xếp vào hàng chọn được. Thường thường cái sapphire hàng Ấn Độ này thì mặt sau nó không có mài, anh chị em lưu ý giúp Kha Vương điều đó. Đây, mặt sau nó không có mài. Thì ở đây em làm việc là một cách rõ ràng, bởi vì cái hàng này em có rất là nhiều, em có rất là nhiều. À, không phải nhiều là nó là hàng ấy đâu, nhưng chẳng qua là em một lần em đi Thái về em nhập rất là nhiều. Nên bây giờ em thanh lý tồn kho. Cái lô này là 200 carat. 200 carat gồm có là 9 viên. Thì hàng xô này 200k 201 carat và có 9 viên này, thì em bán với giá là 2 triệu đồng và cộng tiền ship. Tất nhiên hàng thanh lý thì em chỉ nhận chuyển khoản hoặc là cọc. Anh chị em có nhu cầu thì cứ liên hệ Kha Vương 0814721262. Đây em xin quay chi tiết để mà còn sau này anh em hỏi ở quay này nọ cái khác nó phiền. Cảm ơn.